tận tâm trong từng giải pháp. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Kỹ sư xuống là chỉ cách thức tạo mầm, rồi cái cách thức sao cho nó lúa năm nay nó trúng nữa rồi đạt tiêu chuẩn luôn rồi. Nó máy cử nó bây giờ nó đạt cái tiêu chuẩn mình thúc đồng á, thì cũng nhờ bên An Phát Nông rồi cũng hướng dẫn cho chú xài luôn. Mình làm sao để mình xác định đúng cái liều lượng thì mình phải dựa vào hai yếu tố. Tường Vi xin trân trọng kính chào quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến. Thưa bà con, so lá vàng tranh là những mỹ từ được rất nhiều quý anh chú dùng để mô tả nét đẹp ruộng lúa vào cuối giai đoạn đẻ nhánh. Và giải pháp tạo mầm của An Phát Nông sẽ giúp cho ruộng lúa trở nên đẹp mã như mong muốn. Và cũng chính vì thế mà chú 12 trong đoạn phóng sự ngày hôm nay đã quyết định ứng dụng giải pháp tạo mầm cho hơn 100 con lúa nhà mình. Ngay sau đây, Tường Vi xin mời bà con cùng nhau thăm đồng và đề ra những công thức phun xịt tương ứng với từng ô ruộng của chú 12 nhé. Sáng buông chút nắng cầm chừng, thăm đồng háo hức chẳng dừng bước chân. Đêm qua trời đổ một trận mưa lớn, nên sáng nay không khí có phần thanh mát. Cây lúa hứng nắng ban mai tỏa hương thơm nhẹ nhẹ theo gió, như mời gọi lữ khách đến với ruộng đồng. Tuổi lúa trên ô ruộng của chú 12 đang độ cuối đẻ nhánh. Cái tuổi đã đầu vào đáy của việc kiến thiết số chòi. Giờ là lúc tác động các giải pháp tạo nền tảng cho giai đoạn bón đồng sắp tới. Tính ra anh em đã quen chú 12 hơn 3 năm, nay mới có dịp đến tận ruộng của chú. Khu này kiến thiết đồng ruộng quá chuẩn, kênh mương dọc ngang đủ kiểu, nước ra vô thoải mái nên mặt ruộng sạch sẽ, lúa khỏe sung thấy rõ. Bờ mẫu đắp bự dễ đi, anh em loại mãi không thấy mệt. Chú 12 kể, qua 9 vụ lúa, chú đã trải nghiệm hầu hết các giải pháp của An Phát Nông. Chú kể nào là kích rễ đẻ nhánh, rồi tới cứng cây kích kháng, hết quản lý đầy phấn tới tăng trọng lượng hạt, cái nào chú cũng thích. Chỉ riêng giải pháp tạo mầm thì chưa có dịp thử qua. Chú nói, ruộng nhiều, lay quay có một mình làm hỏng kịp. Xem clip thấy mấy ô ruộng tạo mầm, cứng cây, nù gốc, trổ ra quá đẹp nên vụ này chú 12 quyết tâm phải áp dụng cho bằng được. Thường thì cái gì lần đầu cũng còn bỡ ngỡ, thêm nữa ruộng lúa những ngày đầu bị mưa dập hơi nhiều. Bởi thế trong khâu tạo mầm, ông chú ruột vẫn còn một chút băn khoăn. Dạ, thưa chú 12, dạ con có một câu hỏi muốn hỏi chú, là chú có thể cho biết là chú đã đồng hành cùng với An Phát Nông là bao nhiêu vụ rồi không ạ? Thì lần đầu tiên chú xài khoảng 3 vụ mà xài chưa có hết thuốc. Đầu tiên chú xài là Vodiphos trước, rồi mấy vụ sau xài V10 với ca cộng với Super Cát với thằng Chi Dơ. Dạ, Elixir. À, Chi Dơ, cũng nhiều thuốc rồi mà đều nó chưa có hết thuốc. Dạ. Tính đợt này tính kỹ sư Vũ xuống trao đổi cái cử nào xịt gì cho nó đúng, chứ coi trên TikTok không rồi chứ coi thì cũng chưa chính xác. Dạ thưa chú, thì qua cái việc mà mình thử như vậy á, thì kết quả năng suất của những vụ đó thì như thế nào hả chú? Thì cái năm đầu tiên tôi thử cái lần với Phát là đạt tiêu chuẩn luôn, mà tôi mới đeo suốt tới bữa nay là đều đeo cũng chưa hết thuốc. Dạ. Bữa nay phát hiện ra mấy cái thuốc mới nữa, bây giờ kỹ sư xuống là chỉ cách thức tạo mầm, rồi cái cách thức sao cho nó lúa năm nay nó trúng nữa rồi. Dạ. Đạt tiêu chuẩn luôn rồi. Dạ thưa chú, thì lúc nãy chú có vừa nhắc đến là tạo mầm, vậy thì chú biết đến giải pháp này từ khi nào và thích nhất cái điểm nào giải pháp này ạ? Thì chú biết cái vụ hè thu rồi đó, thì chú thấy thì đã hay lên mấy cái clip mà có ta cắt rồi đó, thì thấy đạt rồi chú mới văn tới chú hỏi lần chú này thì giờ chú làm. Phải nhất là cái cứng cây với hai nó nở bụi, có cái lóng thứ ba mà nó nù lại đó. Dạ. Thì chú không ngắn mà nó chỗ lại ít cái độ ngã nữa, chú thích cái đó đó. Dạ thưa chú, thì theo con được biết là những anh chú xung quanh thì cũng đã có sử dụng giải pháp tạo mầm này rồi. Vậy thì tại sao mà chú chưa có sử dụng giải pháp này ạ? Bởi vì lúa chú nó có bị mưa gió, nó bị giống yếu nữa, nó lên nó chưa đều, chú không biết cái ngày nào để chính xác. Để chú nhờ cái sư Vũ rồi xuống đây đặng coi cái quyết định cái ngà rồi nó chính xác rồi chứ tạo mầm cho nó đạt á.
Dạ thưa chú, thì với những cái yêu cầu của chú thì ngay sau đây thì anh em tụi con sẽ đáp ứng liền. Thì bây giờ thì chúng con sẽ đi thăm từng ô ruộng và có những cái công thức phù hợp với từng ô của mình ạ. Rồi thì mời mấy cháu đi vòng vòng để tham quan. Ngồi bên đồng lúa xanh tươi, nón em trắng xóa mây trời trên cao, gió nghiêng sắc áo xanh màu, bàn tay bé nhỏ níu vào cỏ hoang. Câu chuyện trên bờ mẫu cùng chú 12 chung quy lại là việc làm sao xác định đúng lưu lượng tạo mầm cho từng ô ruộng. Chú nói, có mấy ô phượt, sợ phun hỏng tới liều nó hỏng phê. Công thức tạo mầm được dựa trên nền tảng Arigon 620 và bắt lo sữa An Phát Nông và theo nguyên lý 7 bước hình thành bông lúa, với bước 1 là tượng cổ bông. Chất điều hòa sinh trưởng được hòa quyện cùng nhóm lân hữu hiệu, lưu dẫn qua toàn bộ rễ thân lá. Bên ngoài lá lúa sẽ so dựng đứng, bản lá to dày, thân lúa cứng, gốc lúa nù, rễ đâm trắng và ăn sâu. Bên trong cổ bông mới tượng sẽ cứng cáp, tạo nền tảng nuôi bông lúa khỏe vào gạo mạnh về sau. Việc cân chỉnh lưu lượng chủ yếu là bắt lo sữa, còn Arigon sẽ được giữ nguyên không thay đổi. Theo các nhà nông kinh nghiệm đã ứng dụng trước thì có hai yếu tố để xác định đúng liều là dựa trên phương tiện phun xịt và độ dư phượt của lá lúa ở thời điểm tác động. Bà con thân mến, những ngày gần đây thì chắc là ai cũng đã cảm nhận được hết bà con ha. Buổi chiều mới có 5 giờ thì trời đã tối rồi bà con. Và thậm chí có những ngày mà mưa buổi chiều thì cỡ chừng 4 giờ 15, 4 giờ 20 là mình thấy trời tối thui rồi. Và bà con mình thấy là cái điều kiện là tháng 10 chưa cười đã tối đó bà con. Nó sẽ có xu hướng làm cho cây lúa của chúng ta có đồng sớm hơn. Do đó thì cái cách của chú 12 mình muốn phun tạo mầm vào cái lối 30 đến 33 ngày trên cái giống OE18 này thì hoàn toàn nó phù hợp hết bà con. Còn cái việc mà ví dụ như lúa mình những chỗ lung mình phải cấy lại, mình dặm lại thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu bà con. Mình cứ quyết định rồi mình phun hết một lượt chứ mình cũng không cần phải chờ đợi hết bà con ha. Nhưng mà cái băn khoăn của chú 12 cũng như nhiều nhà nông đó là mình làm sao để mình xác định đúng cái liều lượng thì mình phải dựa vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó bà con là mình dựa vào cái cách phun. Bà con thấy là thường là mình phun bằng bình máy đó, với cái lượng nước nhiều thì dĩ nhiên cái liều lượng nó sẽ khác. Còn mình phun máy bay với cái lượng nước ít đó, thì cái liều lượng nó cũng sẽ có sự chênh lệch chút đỉnh. Ở đây thì đa số quý anh chú chúng ta phun máy bay không à, cho nên là Hoàng Vũ sẽ nói nhanh về cái yếu tố thứ nhất. Và quan trọng là cái yếu tố thứ hai này nè bà con, nó mới quyết định được cái liều lượng. Đó chính là mình dựa vào cái độ phượt của lúa của chúng ta bà con. Năm nay thì bà con thấy là cái thời tiết á, khoảng ngày đầu vụ thì nó khá là ổn, cho nên là cây lúa phát triển tốt bà con. Cho nên là nếu như cái lá lúa nó dư phượt nhiều thì chúng ta sẽ tăng cái lượng bắt lo sữa lên. Còn nếu như cái lá lúa của chúng ta kiểm soát ở mức bình thường thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái liều lượng hay bà con ha. Còn riêng cái Arigon 620 thì nó sẽ là bất di bất dịch với liều 400 c cho 1 hecta. Vâng, thì Hoàng Vũ vừa chia sẻ về cái thời điểm để chúng ta tác động tạo mầm trong vụ này cũng như là cái cách chúng ta xác định cái liều lượng. Nhưng mà bây giờ mình dòm cái ruộng rồi mình đưa ra công thức luôn bà con, để quý anh chú mình nhìn rồi mình gáp vô cái ruộng của mình, mình có sẵn công thức luôn, mình khỏi là băn khoăn hết bà con ha. Rồi chú 12 có rất là nhiều cái ô thì chúng ta sẽ đi từng ô để mình có được cái công thức phù hợp. Đối với việc phun xịt sâu bệnh thì thăm đồng phải thăm cho kỹ, do những chỗ lung gò hay khuất nắng khuất gió thì tỷ lệ nhiễm thường khác biệt. Riêng việc phun tạo mầm thì anh chú chỉ cần lướt dọc, lướt ngang bờ mẫu để đánh giá tổng quát là được. Ví như những ô ruộng bón phân cân đối, lá lúa dựng đứng như trước mắt, thì liều lượng tạo mầm sẽ được giữ nguyên theo công thức được khuyến cáo qua hàng vụ. Bà con thân mến, thì nãy giờ chúng ta đã đi thăm nhiều, nó có những cái ô nó ngon lành, còn những cái chỗ lung trũng quá hoặc là dư phân quá hoặc là mình cấy lợi nhiều quá thì nó hơi phượt. Cho nên với cái tình huống đầu tiên đó bà con, mình lấy cái khúc này mình làm chuẩn đi. Lá nó dựng đứng coi như là nó vừa phải, nó không có bè, không có phượt, thì bà con mình sẽ phun 1 lít bắt lo sữa kết hợp với 400c Arigon 620 để chúng ta phục vụ cho việc tạo mầm hết bà con. Coi như là cái liều y cũ hôm bữa. Và ở trên này thì nó có một cái bà con cần lưu ý là cái đậu ôn bà con. Trên tất cả cánh đồng này thì mà Vũ đi nãy giờ miếng nào cũng có đậu ôn hết. Và những cái tầng lá chưng ở bên dưới đó nó cũng chưa có khô hoàn toàn. Cho nên bà con mình có thể pha thêm 1
đến 1,5 chai cái full size á bà con, để chúng ta vừa tạo mầm vừa quản lý đậu ôn luôn. Đây là cái chuẩn này bà con, thì mình phải đi thêm một cái ô khác là nó bị phượt, thì mình sẽ tính một cái liều lượng khác để cho chúng ta ứng dụng. Đối với ruộng lúa phượt dài thì liều bắc lao sữa sẽ được nhích lên tỷ lệ thuận với độ dư phượt, nhưng thường không quá 1,5 lít cho 1 hecta. Nền đất ruộng cũng là một yếu tố phụ để giúp anh chú mình cân chỉnh. Với nền đất luôn mềm thì bà con cứ mạnh dạn nhóm liều lên chút đỉnh sẽ thấy hiệu quả nhanh hơn nhé. Bà con thân mến, thì đây là một cái khu gọi là nó lung chủng bà con. Chúng ta thấy là khi mình bước xuống thì sình nó lúng cũng gần tới đầu gối rồi. Và bà con thấy là cái lá nó rất là phượt, nó như nó phè nè bà con. Cho nên là trong cái cách phun tạo mầm thì mình sẽ nâng cái liều bắc lao sữa lên. Bà con mình phun máy bay thì mình có thể xài 1,2 lít tới 1,5 lít cũng được các bà con. Aigon thì giữ nguyên và chúng ta sẽ thêm cái phun size chì đầu ôm vô. Và bà con mình biết đó bà con, sau thao tác phun xịt tạo mầm thì quý anh chú nơi đây chúng ta sẽ tháo bỏ nước ruộng để có sự cộng hưởng ở bên trên và ở bên dưới. Và bà con thấy là trong cái thời gian sắp tới đó bà con, mưa nó vẫn còn, cho nên là cái việc mà bón đồng thì chúng ta cũng phải có những cái sự chuẩn bị cần thiết các bà con ha. Rồi thì bà con mình cũng đã có liều lượng ứng với cái từng biểu hiện ruộng lúa rồi, thì Hoàng Vũ chúc bà con mình sẽ tạo mầm thành công trong cái vụ mùa năm nay. Dạ thưa chú, thì cái vấn đề tạo mầm thì chúng ta đã hoàn thành rồi, vậy trong cái thời gian sắp tới thì chú có dự định gì không ạ? Thì chú dự định cái vụ mầm thì đã xong rồi, coi chú định cái thúc đồng tới là coi cái suy yếu nó nên thời tiết bây giờ đó, coi được bao nhiêu ngày mà thúc nó thường thường nó mấy cử nó bây giờ nó đạt cái tiêu chuẩn mình thúc đồng á, thì cũng nhờ bên An Phát Nông thì cũng hướng dẫn cho chú xài luôn. Bà con thân mến, sau khi đã tạo mầm thì lay hoay cũng đã đến giai đoạn làm đồng. Đây là khoảng ngày quan trọng để kiến tạo năng suất dựa trên số hạt trên bông và trọng lượng hạt. Những lưu ý của đội ngũ kỹ thuật An Phát Nông ngay sau đây sẽ giúp quý anh chú mình có sự chuẩn bị chu đáo hơn cho lần bón phân đón đồng sắp tới. Tường Vi xin mời quý khán giả cùng điểm qua nhé. Có câu nuôi con chỉ mong đến ngày con khôn lớn, chăm lúa chỉ mong đến ngày lúa nước bắp trổ đồng. Bởi thế từ bao đời nay, giai đoạn làm đồng luôn được quý anh chú đặc biệt chăm sóc tỉ mỉ. Như người phụ nữ mang thai, cây lúa đặc biệt rất nhạy cảm ở thời kỳ này. Chỉ cần một sự thiếu hụt nhỏ trong dinh dưỡng cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự hình thành số ché, số hạt trên bông về sau. Nghe anh em phân tích, chú 12 gật gù đồng tình. Chú nói, quyết bón lần này cho lúa ăn no, đầy hạt mới chịu. Anh em nhắc khéo, ơi mà bón dư phân là đẩy ra không được đâu à nghen. Chú 12 ngờ ngợ, thì vậy bón 2 lần cho chắc ăn chú ha. Nghe xong chú khoái chí chốt ngay, bón 2 lần vừa không sợ lúa dư phân phượt lá, vừa dễ dàng cân chỉnh phù hợp lượng phân về sau. Sâu bệnh cũng chính là vấn đề ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe cây lúa trong giai đoạn này. Anh em cẩn thận hỏi đến, chú 12 như đúng ý nói ngày sâu ống, đạo ôn, nhờ anh em chia sẻ cách phòng trừ. Dạ bên cạnh việc bón phân á, thì chú còn quan tâm loại dịch hại nào nữa à? Giờ thì như thời tiết bây giờ đó thì chứ có số trước thì bây giờ nó cũng đang dịch hại như cái sâu ống. Cái thời tiết chú thấy sương mù dù có hơi là cái mình cần bổ sung cái đậu ôn cái sâu ống cho nó diệt trước, nó trừ nó đạt tiêu chuẩn, để sao nó có cái mình làm không lợi. Tôi cũng nhờ bên Đắk Nông cái thuốc gì đó thì sẵn hướng dẫn luôn. Cẩn thận bạch kỹ từng thân lúa quan sát, nhìn chung có chút đỉnh sâu cuốn lá và lốm đốm đạo ôn. Cây đang sung sức phát triển mạnh nên phần sâu hại không có gì đáng lo. Riêng đạo ôn thì anh em khuyến cáo nên phòng trị từ sớm. Trảo bước nhanh qua các ô ruộng, anh em chốt lại các ý một lần nữa, rồi cùng chú 12 kết thúc buổi thăm đồng đầy thú vị. Thưa bà con, thì hôm nay 32 ngày bà con, và đâu đó khoảng 37 ngày, 38 ngày thì chúng ta đã nên xé để kiểm tra cái tiềm đèn được rồi. Tại xu hướng nó sẽ có đồng sớm với bà con ha. Và cái việc bón đồng 2 lần á, đây là một cái kinh nghiệm mà Hoàng Vũ thấy là đi đây đi đó nhiều nơi, quý anh chú mình cũng rất là tâm đắc bà con. Nếu như mà bà con mình thích áp dụng cái kỹ thuật bón đồng 2 lần này á, thì cử thứ nhất ngay thời điểm tiêm đèn, và cử thứ hai thì sau đó khoảng 5 ngày đến tuần với bà con. Và bà con mình nhớ gì, đối với những ruộng lúa mà nó có xu hướng mà nó hơi thu phượt đó bà con, mình sẽ đổi công thức, thay vì mình bón phân đơn thì bà con mình sẽ dùng NPK
20-15 chẳng hạn, rồi mình cộng thêm với phân kali để chúng ta bón đồng. Như vậy thì nó sẽ tối ưu hơn nhiều các bà con ha. Và những cái tác dụng của cử phân nuôi đồng đã có những cái chương trình phân tích cho quý anh chú rồi. Và mình nói tới những cái khâu mà sâu bệnh thì đối với sâu Hoàng Vũ thấy đồng này cũng ít, cho nên bà con mình có thể cho qua. Nhưng mà riêng cái bệnh thì nó vẫn còn dây dưa các bà con ha. Cho nên một cái bộ đôi để bà con mình vừa quản lý bệnh, vừa cho đồng to chống sóc mà mới nhất nữa bà con, thì có cái bộ đó là Naviro và Rusom. Thì đây là hai cái sản phẩm gọi là vừa mới nhất, vừa độc đáo nhất mà anh em An Phát Nông đã có sự chuẩn bị dành cho vụ đông xuân này. Thì xin kính chúc chú 12 cũng như quý anh quý chú mình ứng dụng thành công các bà con ha. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ một lần nữa nhìn lại đồng ruộng, rồi chúng ta sẽ đi đến những cái phút kết của chương trình. Trồng lúa thời nay không chỉ vừa phải năng suất mà còn vừa phải đẹp. Bởi thế mà chú 12 ngày ngày thăm đồng không thấy chán. Chú chia sẻ, hôm trước xem An Phát Nông thấy có đề cập thêm vấn đề lúa làm đồng khỏe lực, vùng mâm xôi. Chỉ cần suy nghĩ tới thôi là thấy khoái rồi. Quyết vụ này làm sao ra mã lúa đẹp vậy mới chịu. Khung cảnh ngày mùa vàng tranh mướt mát được tạo nên từ những cánh đồng lúa bất tận là một tác phẩm vô giá, và người trồng lúa đã như là một nghệ nhân thật thụ. Dạ, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì con xin mời chú có một lời chúc cho chương trình cũng như là cái vụ đông xuân sớm nè. Thì chú cũng mong yêu cầu bên công ty An Phát Nông hướng dẫn cho chú xịt năm nay nó đạt tiêu chuẩn mà nó năng suất cao, thì chú cũng rất mừng, cảm ơn bên An Phát Nông để hướng dẫn cho chú sử dụng năm nay cho nó đạt. Dạ. Thì cảm ơn bên công ty An Phát Nông khi sử dụng. Bà con thân mến, vậy là mục tiêu của chương trình ngày hôm nay cũng đã hoàn thành. Bên cạnh việc giúp chú 12 xác định chuẩn xác công thức phun xịt tạo mầm, thì anh em ban biên tập cũng đã chuyển giao thành công thêm một giải pháp mới giúp lúa phun mâm xôi khỏe khoắn ở giai đoạn làm đồng. Thế là đoạn phóng sự ngày hôm nay cũng đã khép lại. Tường Vi xin chúc quý anh chú có những ngày canh tác thật thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ tới nhé. Tận tâm trong từng giải pháp, An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Tận tâm trong từng giải pháp, An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp.